Thưa quý vị, mặc dù đã rất nhiều nỗ lực, song do gặp nhiều khó khăn, nhất là sự tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, nên gần 3 năm qua, Đà Nẵng thu hút đầu tư không đạt như kỳ vọng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng có xu hướng chững lại và sụt giảm. Do vậy, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số PCI được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Đà Nẵng. Việc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Năm 2020, Đà Nẵng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng PCI của cả nước. Năm 2021, Đà Nẵng cải thiện một bậc thứ hạng lên vị trí thứ 4. Năm 2022, với 68,52 điểm, Đà Nẵng bị tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 9 của cả nước. Chỉ số PCI gồm có 10 chỉ số thành phần. Năm 2022, Đà Nẵng có 4 trên 10 chỉ số thành phần tăng điểm so với PCI năm 2021, đó là tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tiết chế pháp lý, sau mức tăng chỉ từ 0,02 đến 0,5% điểm. Trong khi đó, có đến 6 trên 10 chỉ số giảm điểm, với mức giảm cao nhất lên đến 1,31 điểm bao gồm gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động, tiếp cận đất đai, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Thường trong khó khăn thì thường kỳ vọng ở chính quyền nhiều hơn, cái sự chia sẻ và cái sự hỗ trợ của chính quyền nó nhiều hơn. Nhưng qua cái đánh giá BSI cũng như cảm nhận doanh nghiệp, chúng ta thấy là trong các cái chủ sở thành phần thì những cái chỉ số trước đây Đà Nẵng còn là điểm mạnh, ví dụ như gia nhập thị trường, thì những năm gần đây cái chỉ số đó suy giảm rất mạnh. Và chúng ta thấy là cái việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, đó là cái chỉ số tiếp cận đất đai, thì doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn từ trước và đến bây giờ càng gặp khó khăn hơn. Và bên cạnh đó một số cái chỉ số cũng là điểm mạnh, ví dụ như chi phí thời gian, thì đến bây giờ thì những năm gần đây chúng tôi thấy rằng cảm nhận của doanh nghiệp chi phí thời gian cũng như là cái chi phí không chính thức có xu hướng gia tăng. Thì đó là những cái điểm mà tôi cho rằng là những cái khó khăn. Tiếp cận đất đai là chỉ số rất quan trọng, là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, song đây cũng là khó khăn nội tại rất lớn của Đà Nẵng. Diện tích Đà Nẵng không lớn, các khu công nghiệp gần như đã lấp đầy, không còn nhiều quỹ đất sạch để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như thu hút dự án mới. Quỹ đất nằm ngoài khu công nghiệp cũng hạn chế, các khu cụm công nghiệp mới còn vướng thủ tục, chưa thể xúc tiến nhanh. Do vậy, chỉ số tiếp cận đất đai giảm đến 0,9 điểm, chỉ đạt 6,73 điểm. Đây thực sự là bài toán khó của Đà Nẵng. Đà Nẵng phải mở thêm các khu công nghiệp. Hiện nay chính sách có rồi, mấy năm rồi nhưng mà vẫn chưa có một chủ đầu tư nào hình thành hết. Chúng tôi mong muốn rằng là lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố là quan tâm để mà thúc đẩy các khu công nghiệp, các chủ đầu tư đi vào vận hành. Thì lúc đó các nhà đầu tư người ta mới tìm đến. Rất là tiếc khi người ta tìm về miền Đà Nẵng thì không được, người ta phải chạy ra Quảng Ngãi, và gần đây nhất là khi cái đường cao tốc Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị ra đời thì hai cái khu công nghiệp ở Chân Mây và Visip Quảng Trị cạnh tranh trực tiếp với Đà Nẵng. Rất nhiều nhà đầu tư mà sau dịch người ta rời khỏi Trung Quốc để người ta phân tán rủi ro thì Việt Nam là cũng điểm lựa chọn, và miền Trung là người ta được chọn rất nhiều. Bạn bè tôi ở Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc thì người ta ra kế hoạch đổ bộ vào miền Trung rất lớn. Tuy nhiên là rất là uổng, Đà Nẵng không đón đầu được cơ hội này. Cùng với chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số quan trọng thứ hai là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm mạnh, chỉ đạt 6,26 điểm, giảm đến 1,31 điểm so với PCI năm 2021. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài và kỳ vọng nhiều hơn nữa, kịp thời hơn nữa về sự hỗ trợ của thành phố để khôi phục sản xuất kinh doanh. Thành phố cũng cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất hơn để giảm chi phí không chính thức, chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Cần phải đẩy mạnh việc giám sát, cái việc thực thi cái thủ tục hành chính, đặc biệt là cái cấp cơ sở. Chúng ta thấy chủ trương của lãnh đạo thành phố thì được ban hành, nhưng cái việc thực thi ở dưới cấp cơ sở và cấp thấp hơn thì còn một khoảng cách rất lớn. Và chúng ta thấy là có một tâm lý là cái đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt còn e ngại trong việc giải quyết các cái thủ tục hành chính, cũng như trong cái đề xuất, trong kiến nghị giải quyết những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Mà tôi đề nghị là trong thời gian đến thì có thể đẩy mạnh cái công tác các thủ tục hành chính gắn với cái việc là đẩy mạnh cái ứng dụng cái thủ tục hành chính công trực tuyến, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin một cách là thực chất hơn. Chỉ số PCI là thước đo đánh giá giữa các địa phương về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Và quan trọng hơn, PCI đã trở thành một công cụ phản ánh rõ nét chất lượng hoạch định và điều hành chính sách của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp. Qua 17 năm công bố chỉ số PCI, Đà Nẵng có đến 7 năm đứng vị trí thứ nhất, 3 năm xếp thứ nhì. Tuy nhiên, việc duy trì vị thế dẫn đầu PCI là một thử thách lớn đối với thành phố trong sự cạnh tranh vươn lên quyết liệt của các tỉnh thành cả nước. Vì vậy, việc tập trung các giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng phấn đấu thực hiện trong thời gian đến. Qua đó sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng, đảm bảo sự phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 đã đề ra.